5 miếng rồi. Xong chia đều là 3 miếng. Các lò bể với than tủ với nguyên liệu chuẩn bị từ tối qua, lấy thịt mà vừa mới mổ xong quay nó mới ngon. Từ các cụ cho đến bây giờ, nhà tôi làm được khoảng 80 năm. Tiết được khá là mưa, lượng khách ở đây rất là đông, nhà này thì lúc nào cũng đông, ra mua thì phải xếp hàng. Bất tiện đi ra đường phải mặc áo mưa, khẩu trang, mũ nón. Năm nào ngày này cũng đi mua thịt quay và các thứ để về làm lễ ông thần tài. Mình cũng ăn ở đây rồi thì thấy chất lượng là ngon, thế lại đảm bảo sạch sẽ. Rút kinh nghiệm năm ngoái chúng tôi thiếu thịt, năm nay tôi chuẩn bị rất nhiều để đáp ứng cho khách hàng. Do thời tiết khá mưa nên là khách mua nó cũng không được ồ ạt như năm ngoái. So với ngày thường chúng tôi phải tăng gấp 4 lần. Con xin thêm một gói nước chấm nữa.